Xin chào, Minh Sùng xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Truy Tìm Cao Thủ. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Truy Tìm Cao Thủ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sáng Vàng thực hiện. Đây là một game show rất là thú vị, đầy bí ẩn. Chắc chắn ngày hôm nay cao thủ của chúng ta có cơ hội chiến thắng hay không phụ thuộc vào người chơi này có đủ bình tĩnh và bản lĩnh hay không. Và ba người chơi còn lại hãy truy tìm cao thủ với 4 thẻ quyền năng hoàn toàn khác nhau. Ai sẽ đảm nhiệm vai trò nào của mình? Hãy cùng với Minh Sù gặp gỡ 4 khách mời tuần này. Xin mời! Dạ, đầu tiên xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị một khách mời nữ duy nhất của chương trình ngày hôm nay. Cô ấy luôn luôn cá tính, luôn luôn dễ thương, luôn luôn đáng yêu, hát lúc nào cũng ngọt ngào và chất. Dạ, xin được giới thiệu ca sĩ Huỳnh Tú. À, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Minh Sù cũng như là ba người bạn chơi cũng như là toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Truy Tìm Cao Thủ ạ. Dạ, em hả? Hôm nay tới với chương trình cảm giác làm sao? Lạ lắm mà, tại vì chưa bao giờ tham gia một cái chương trình nào mà cái format rất là lạ đối với em. Từ trước đến giờ em tham gia toàn những cái về hát hò âm nhạc là nhiều thôi. Trời ơi, cũng được. Thôi thì trang giấy trắng, tới đây thì mình biết đâu mình phản ứng tới đó. Dạ. Đôi khi đây là một chiến thuật khá là hay dành cho em. Rồi, chúc em may mắn nha. Dạ. Dạ, người chơi thứ hai cá tính không kém. Nếu như Huỳnh Tú là mái tóc màu vàng đó thì chàng trai này mái tóc màu hồng. Xin được giới thiệu rapper Mr. T. Yo. Xin chào tất cả mọi người, chào anh Minh Sù, chào ba bạn chơi. Mình là rapper Mr. T. Đây, nếu như mà mình nhớ không lầm, đây là lần thứ 3 hoặc thứ 4 gì đó mình đến với chương trình Truy Tìm Cao Thủ rồi. Dạ. Cảm giác thì bình tĩnh hơn những lần thi trước rất là nhiều. Và người chơi thứ 3 đứng bên cạnh Mr. T đó chính là một chàng diễn viên rất trẻ, tài năng và duyên dáng. Xin được giới thiệu diễn viên Huy Cung. Lần đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tới tất cả mọi người có mặt trong trường quay và những người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Lần trước em đã tham gia một lần chương trình Truy Tìm Cao Thủ rồi, nhưng mà khá là buồn bởi vì loại ngay ở vòng thứ 2, không được vào sâu bên trong. Em bây giờ em đừng có buồn về chuyện đó nữa, tại vì chương trình có 2 cái ghế. Ngồi đây hàng ghế VIP là không còn ngồi phía dưới mất hình. Đó, em thấy sao? Rồi, thế năm nay được lên TV nhiều hơn thì đó, em hy vọng rằng là mình sẽ tỏa sáng. Em cũng không muốn ngồi ghế đấy một chút nào đâu. Vâng, và người chơi cuối cùng ngày hôm nay, một người em của Minh Sù rất là dễ thương, đẹp trai mà hát lúc nào cũng hay. Dạ, xin được giới thiệu ca sĩ Tăng Phúc. Dạ, lần đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến Minh Sù, các bạn cùng chơi và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Thì thật ra đây là lần đầu tiên thứ tư của em tham gia chương trình rồi. Lần đầu tiên thứ tư? Lần cuối cùng em tham gia chương trình này thì cũng thắng nhẹ. Yes. Thì dây nhất luôn. Nhất. Nhưng mà anh biết sao, vấn đề một chỗ là tại vì mình đã thắng rồi, mình sẽ bị bắt bài, người ta sẽ để ý mình chơi làm sao. Đúng. Cho nên bây giờ mình phải có một cái suy nghĩ gì đó để đánh lừa mọi người, để mọi người không loại em nữa. Vậy đó, vâng. Dạ. Chưa gì là có kế hoạch ha. Em nghi bị lỗi trước. Cũng nghi lắm á, nhưng mà đúng nghĩa là mùa mới rồi, nó có những cái thẻ mới hay ho vô cùng. Cao thủ, đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa ba người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong ba người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ, chuyên gia dịch chuyển. Khi bắt đầu cuộc chơi, chuyên gia dịch chuyển sẽ chọn một người chơi bất kỳ trong số ba người chơi còn lại. Nếu người chơi này bị loại, thì người dịch chuyển sẽ được hưởng toàn bộ số điểm của người chơi đó. Số điểm của hai người chơi còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Phong tỏa. Khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, ba nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Rồi, bốc thăm trúng thưởng. Hồi cho thủ bốc trước đi. Vậy là tính ra em là người mới luôn. Ở đây là ba người bên này là chơi hết rồi. Bao nhiêu lần rồi, chơi cũng bấy nhiêu lần rồi trời. Rồi mọi người nhường em. Nhường trời em. Sợ quá vậy. 1, 2, 3, 4, số 3. Số 3 nha, ok. Khoan hẳn xem nha. Em xin. Rồi ok. Hai đứa bóc cái nào bóc. Rồi, từng người xem nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt xem đầu tiên của Huỳnh Tú. Rồi, thấy rồi ạ. Rồi, mời Mr. T.
Wow. Huy Cương, mời em. Ổn áp. Ổn áp. Rồi, tiếp tục. Tăng Phúc. Ok, ok. Ok. Và bây giờ, động viên tinh thần bằng cách tặng cho mỗi người chơi 50 điểm nha. Rồi, 4 người chơi đã sẵn sàng. Quý vị thân mến, sẵn sàng cùng với Minh Xu nhé. Vòng đầu tiên với tên gọi Dò Tìm, xin mời. Quý vị thân mến, truy tìm cao thủ đã quay trở lại. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên với tên gọi Dò Tìm. Rồi, xin mời hai gói câu hỏi tư duy và kiến thức 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Rồi, xin mời một bạn lựa chọn một câu. Giơ tay. Là em hả? Ai cũng giơ tay chỉ qua đây hết. Mời em chọn tư duy đây. Số mấy em? Số 1. Câu hỏi tư duy số 1 như sau. Loại cúc nào không bao giờ nở? 30 giây bắt đầu. Hãy lựa chọn luôn con số nha. Tăng Phúc số 1, Huy Cung số 2, Mr. T số 3 và Huỳnh Tú số 4. Thời gian đã hết. Tôi thấy là Phúc trả lời rất là nhanh mà còn tủm tỉm cười. Sao em? Đáp án của em là gì? Thì em chẳng nhớ tới gì ngoài con chim cúc cu thôi. Thì cái cúc cu chim rừng ca trong nắng, em nghĩ là thì con chim nó không có nở ra được. Ừ thì vậy đó, rồi chốt đợi đó. Huy Cung, đáp án của em là gì? Em thì lúc đầu em cũng không nghe đến cái chữ loại cúc. Đúng. Thì em cũng nghĩ là cúc cu, nhưng mà đến bây giờ em nghĩ lại thì nó là cúc áo. Nhưng mà em viết đáp án là em gì? Em viết đáp án là cúc cu. À cúc cu luôn, rồi để đó luôn. Mr. T. Rất là đơn giản thôi, loại cúc nào thì em nghĩ rằng đó là một loại đồ vật. Đáp án của em là cúc áo. Cúc áo là phương án của Mr. T. Tiếp tục, Huỳnh Tú, sao em? Em cũng là cúc cu. Tại vì hồi nãy em với anh Minh có nói với em là câu này không có cần phải suy nghĩ đâu. Phương án chính xác của chương trình chắc chắn là cúc áo rồi. Chúc mừng Mr. T. Có 10 điểm nè. Rất tiếc nha, ba bạn còn lại mỗi bạn bị trừ 5 điểm hen. Người thứ hai lựa chọn nè, mời Huy Cung. Em chọn kiến thức số và số 6. Câu hỏi kiến thức số 6 như sau. Ai là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên viết opera với tác phẩm Cô Sao? Và sau đó là Người Tạc Tượng. Có 4 phương án lựa chọn: A. Đỗ Nhuận, B. Hoàng Vân, C. Trần Hoàn và D. Trọng Đài. 30 giây bắt đầu. Hết thời gian, xin mời đáp án của Huỳnh Tú. Dạ, em chọn Đại. Dạ, số 4 à. Ok, chọn Đại thôi, mình sẽ lựa chọn phương án là may mắn nha. Để dạ. Xem. Mời Tăng Phúc. Dạ, nói chung là em rất là xin lỗi các cô chú nếu mà em có trả lời sai. Tại vì đây là một không có thuộc lĩnh vực mà em có tìm hiểu được. Em định bấm 1234, bấm 1234 xong nó dừng lại số nào hết giờ thì lấy cái đó thôi. Dạ. Em bấm số. Bấm ngay số 2, dạ. Số Hoàng 2. Vân. Hoàng Vân nha. Đây, cũng là một rapper, cũng về âm nhạc. Nhưng mà không biết là opera thì Mr. T đã bao giờ sử dụng vô cái tác phẩm của mình chưa? Em lựa chọn là đáp án số 2. Tại vì em có thiện cảm với cái tên là Hoàng Vân ạ. Hoàng Vân, ok, đồng ý. Cuối cùng, Cung, em chọn câu này đó. Em tưởng nó là một cái kiến thức gì nó thiên về khoa học nhưng mà lại vào âm nhạc mà lại vào opera nữa thì thực sự cũng rất là xin lỗi cô chú và con chưa học. Nên là em cũng chọn bừa thôi và đáp án của em là Đỗ Nhuận. Đỗ Nhuận, chọn Đài thôi. Trong 3 phương án này có 1 phương án đúng. Và đây chính là Đỗ Nhuận. Chúc mừng Huy Cung. 30 điểm. Bắt đầu nhìn nghi ngờ em rồi đấy. Mọi người phải tin em chỉ bấm bừa thôi. Rồi, 3 người chơi còn lại bị trừ 15 điểm. Riêng Huy Cung còn 30. Chúc mừng. Ơi dạ. Trời. Bây giờ em chọn đi. Em chọn tư duy số 4. Câu hỏi tư duy số 4 như sau. Có 3 người xếp hàng dọc đi vào hang. Người đi sau cùng cầm xẻng, người ở giữa thì cầm xô. Hỏi người đi trước cầm gì? 30 giây bắt đầu.
3, 2, 1. Hết giờ. Mời Mr. T trước đi, gật gù quá. Thì em nghĩ đây là một câu hỏi rất là đơn giản thôi. Thì chắc chắn là người đi đầu luôn là người dẫn đường. Và là người ta phải cầm đuốc hoặc là bản đồ. Nhưng mà khi đi vào hang tối thì chắc chắn người ta phải cầm đuốc, cầm ánh sáng rồi. Cầm đuốc, nha. Hay quá. Suy luận này rất là khoa học luôn. Mời Tăng Phúc, đáp án của em là? Em hiện đại hơn, em cầm đèn pin. Cầm đèn pin. Ừ, em nghĩ là vô hang chứ không phải cầm gì sáng sáng mới thấy đường chứ. Hay ho. Cũng đúng luôn. Huy Cung, sao em? Em thì cái câu hỏi này em thấy ở trên mạng nó có rất là nhiều rồi. Và đáp án của em đó là cầm đầu. Cầm đầu đúng không? Ok, để xem Huỳnh Tú là gì. Em lo nghĩ của em quên bấm luôn. Hay ho lắm á. Rồi đáp án trống hả? Dạ trống. Nói chung thì đây là một câu hỏi tư duy. Cho nên là các bạn lập luận làm sao miễn chính xác là được. Nhưng chưa chắc gì cái hang này là một cái hang tối. Lỡ là một cái hang mà nó sáng thì sao, cầm cái đó để làm cái gì, đúng không? Và đáp án chính xác của chương trình là cầm đầu. Chúc mừng Huy Cung. Ba người chơi còn lại bị trừ 15 điểm và Huy Cung được cộng 30 điểm nhé. Và bây giờ lượt cuối cùng mà Mr. T. Em chọn về mảng kiến thức với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 như sau. Chúng tôi sẽ cho các bạn một gợi ý bằng một đoạn video clip. Xin mời. Trước mắt chúng tôi hiện ra một ngôi nhà với lối kiến trúc xưa cũ. Người ra người vào tay bưng bê không ngớt. Những người phụ nữ ăn vận áo dài đen, tóc đã pha sương, ăn nói lịch thiệp, đi đứng khẽ khàng. Đâu đó bắt gặp những người đàn ông vận bộ bà ba đen, tóc búi củ hành sau óc như những người xưa. Tất cả đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Bây giờ câu hỏi chính thức của chương trình nè. Địa danh được nhắc đến trong đoạn video clip vừa rồi có tên là gì? A. Nhà lớn Long Sơn. B. Nhà lớn Long Điền. C. Nhà lớn Long Thủy. Và D. Nhà lớn Long Hỏa. 30 giây bắt đầu. Chúng ta còn lại 5 giây. 3, 2, 1, hết giờ. Mời Tăng Phúc ạ. Nếu mà Long Sơn là ở đâu ta? Không biết. Long Thủy là ở đâu em cũng không biết, Long Hỏa cũng không biết luôn. Nên loại suy thôi. Em chọn Long Điền. Long Điền. Điền. Huỳnh Tú. Em chọn Long Điền. Ok. Đáp án của Mr. T là gì? Nhà lớn Long Thủy. Hy vọng nó đúng. Huy Cung. Em chọn là nhà lớn Long Hỏa. Ở nơi này á còn được gọi là đền ông Trần, nằm ở trên sườn núi phía đông núi Nứa, thuộc xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. Cho nên chắc chắn đáp án của mình là nhà lớn Long Sơn. Chưa ai đúng cả, cho nên là mỗi người bị trừ 15 điểm. Rồi, hết. Mời các bạn bắt đầu thảo luận và đưa ra quan điểm của mình, tìm đồng minh để loại đúng cao thủ của chương trình. Xin mời. Ai nói trước cho tay? Mời Phúc. Thì đó, ai cũng biết mà, nói vậy thôi. Đó. Đó. Chính đó đó. Em thì đó. Một mình em một phe luôn, em diễn bên đó, biết bên nào? Em nói vậy thôi, còn để cho các bạn nói nhiều hơn. Dạ. Bạn em muốn mời bạn nào ạ? À? Mời Quỳnh Tú đi, Quỳnh Tú nói thì chắc không chừng là Quỳnh Tú cũng. Em thì em nghi Huy, tại vì hồi nãy có gián đoạn một tí là tại vì nếu như mà mới chơi lần đầu tiên á, dụ ngay đầu tiên mình chọn, em chọn con thứ nhất. Thì Huy mới vô câu lần thứ hai là Huy chọn ngay câu khó nhất là câu thứ 6. Thì đó cũng là đặt cho em một cái dấu chấm hỏi là tại sao đặt lựa câu khó như vậy. Ừ, biết đâu được, cũng có thể là một chiến thuật là người ta chọn câu khó để cao thủ lòi mặt ra. Ừ. Đó. Nào Mr. T, sao em? Em thì với cái thân phận của em nên thật ra là mọi người thấy em chơi rất là vô tư. Không có một nét gì gọi là dạ diễn chân. Giả chân ở đây hết cả. Và nói thật là em cũng đã có một cái suy nghĩ về cao thủ của tập này. Nó nằm ở phía bên tay phải của em. Yes. Còn là ai thì em muốn sẽ bình chọn sau. Bình chọn sau và giữ lại đáp án đấy cho riêng mình đã. Ok, bây giờ mình nghe ha. Tiếp tục Huy Cung. Cá nhân em nghĩ nhá. Ok. Thì là nghiêng về ai? Anh Tăng Phúc. Tăng Phúc. Bởi vì là kiểu nói tôi không có tôi thế này tôi thế kia. Em nghĩ là anh Tăng Phúc. Nói chung thì tôi thấy là các bạn bắt đầu chơi chiến thuật bí ẩn nhiều hơn. Đợt này thì không có cùng với nhau đi tìm nữa, mà mỗi người tự tìm để xem các bạn có đồng quan điểm với nhau hay không. Rồi, mời bốn người chơi nhắm mắt. Chúng ta sẽ quyết định lựa chọn đâu là cao thủ biết tuốt. Xin mời Huỳnh Tú mở mắt. Mời Tú đưa tay về nhân vật. Em nghĩ đó là cao thủ biết tuốt. Cảm ơn em.
Mời Mr. T. Cảm ơn em. Mời Huy Cung. Cảm ơn em. Tăng Phúc. Cảm ơn em. Mời bốn người chơi mở mắt. Hiện nay vòng đầu tiên đang có hai người được bình chọn như nhau ha. An toàn vòng đầu tiên, chúc mừng. Cao thủ giỏi lắm. Và bây giờ vòng 2, hãy cùng với Minh Xu và bốn người chơi đi tìm tiếp cao thủ với tên gọi Định Vị Xin Mời. Quý vị thân mến, Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu thứ hai dành cho cả bốn người chơi. Lâu lắm rồi, cái vòng đầu tiên mới có cái sự bình chọn giống nhau và không ai bị loại cả. Và đồng nghĩa, vòng này chúng ta phải loại hai người cùng một lúc nhé. Ok, bốn người chơi thân mến, chúng ta còn lại những câu hỏi trên đây. Thống nhất lựa chọn một câu duy nhất nữa mà thôi, loại tiếp. Mời các bạn. Ai chọn tư duy giơ tay? Rồi, ba thắng. Ai chọn tư duy khó giơ tay? Tư duy số 6. Ok, 6 luôn đi anh. Tư duy 6 đi. 6 đi. Câu hỏi tư duy số 6, xin mời bốn người chơi nhìn vào màn hình máy tính cho Minh Sù biết từ khóa này có nghĩa là gì. 30 giây bắt đầu. Chúng ta còn lại 5 giây. Hết giờ. Vâng. Câu này tư duy có vẻ như là hơi khó đúng không? Để xem đáp án của Mr. T là gì. Mời em. Em bị đắm chìm vào cái hình này quá trời ơi. Thú vị nhờ. Dạ. Thế đáp án của em là? Đáp án của em là bỏ trống ạ. Tưởng đâu thú vị lắm. Em nghĩ dữ lắm. Ok, bỏ trống. Rồi, Huy Cung thì sao? Cá nhân em thì nó thấy nó rất là đơn giản. Dạ. Rõ ràng chỉ vào dấu chia xong rồi ở kia cộng thì có mắt, nhân thì có chân, chia thì có tay thì nó là chia tay còn gì nữa. Rồi. Hai. Và đáp án của em là chia tay. Chia tay. Tiếp, Huỳnh Tú. Không làm sao mà chia tay đơn giản vậy được. Em viết đáp án là gì? Khó thật sự á, em chưa. Tú vẫn có đáp án trống đúng không? Trống. Rồi, mời Tăng Phúc. Đáp án của em là gì? Ghi đại, chưa có ra gì hết á. Là? Thương gì đó. Thương gì đó, bỏ lửng ha. Ba đáp án gần như là không hợp lý lắm. Chỉ có một đáp án của Huy Cung là tôi thấy là quá là logic. Thì ở đây là đúng nghĩa là cộng thì có mắt nè, nhân thì có chân nè, trừ thì có tay nè, còn chia thì có tay, cho nên đây là đoán chia tay. Chúc trời mừng. Trời ơi. Huy Cung 30 điểm cộng tiếp. Ba người chơi còn lại bị trừ 15 điểm mỗi người. Mời bốn người chơi thảo luận tiếp. Thật ra anh như vậy nè, em có thể nói ra tại vì Huy Cung đang nghi ngờ em. Nếu mà anh là cao thủ tới hiện tại bây giờ, em thử em cộng điểm em nãy giờ em nhiêu điểm rồi. Nhưng mà anh là cao thủ hay chăng nữa thì anh cũng không có đủ điểm để anh thắng em được. Hợp em lý luôn. Anh không? Hợp lý luôn. Thế thì Phúc, em có nghi vấn ai không? Thì em vẫn đang nghi Huy thôi. Tại vì Huy cao điểm nhất thì em cứ nghi em loại Huy trước. Rồi là Huy nhiều điểm nhất. Dạ. Huy cho em thấy mọi thứ đối với Huy quá là dễ dàng. Đâm ra đó là lý do lớn nhất mà vì sao em nghi ngờ Huy. Huy phản biện liền. Cá nhân em thì em, anh thấy đúng không, em chơi rất là thoải mái và nhìn thấy cái những cái câu trả lời đó nó rất là dễ. Lúc đầu thì em nghĩ là anh Phúc, nhưng mà sau đó thì em lại thấy chị Tú là chơi có vẻ gì đó mà mình cảm giác khó đoán. Cứ làm sao ấy. Làm sao, làm sao, làm sao. Thế tôi thì không có một nét nào giả chân trên mặt luôn á. Không, giả nhiều ạ. Không phải. Ok, Mr. T. Vòng 2 này thì thật ra là cái suy đoán của em đang bị lung lay rất là nhiều. Nên là có lẽ giờ là em sẽ tin vào trực giác của em thôi. Ok. Dạ. Nhưng mà em không nói ra hả? Em nói ra làm sao người ta bình chọn giống em? Trực giác của em thì vẫn nằm ở bên tay phải. Ok. Dạ. Rồi, hợp lý. Xin mời bốn người chơi nhắm mắt. Mời Huỳnh Tú mở mắt. Cảm ơn em. Mời Huy Cung. Cảm ơn em. Mời Mr. T. Cảm ơn em. Mời Tăng Phúc. Cảm ơn em. Mời bốn người chơi mở mắt. Lượt bình chọn này giống như lượt bình chọn số 1, cho nên chúng ta sẽ loại hai người này cùng một lúc. Đó chính là Tăng Phúc và Huy Cung. Hai anh em nghi ngờ nhau được em. Cả hai anh em mình ra đấy. Anh đây ngồi em ơi. Vừa lắm. Và cuối chương trình đi, sau cái vòng thứ ba này mình sẽ biết được đây là ai và hai bạn là ai. Vòng cuối mang tên gọi Lộ Diện. Xin mời. Quý vị thân mến, Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại.
tập thi đấu tuần này rất gây cấn đúng không ạ? Và hai người chơi may mắn còn lại, Mr. T cùng với Huỳnh Tú. Rồi, hai bạn thân mến ơi, vòng này chúng ta sẽ không loại trừ gì nữa cả. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một trong số những câu hỏi còn lại ở trên màn hình LED này. Sau đó, chúng ta sẽ đến với việc tổng kết điểm số qua 3 vòng thi. Việc loại trừ đúng hay sai, cái thẻ quyền năng của các bạn được sử dụng chính xác hay chưa nha. Rồi, xin mời các bạn lựa chọn. Anh chọn ơi. Bây giờ em chọn câu số 2 về kiến thức. Xin mời câu hỏi số 2 kiến thức như sau. Bộ môn yoga có nguồn gốc từ quốc gia nào? A. Thái Lan, B. Malaysia, C. Indonesia và D. Ấn Độ. 30 giây bắt đầu. Còn lại 3 giây. 2-1. Hết giờ. Xin mời đáp án của Mr. T. Đáp án của em lựa chọn nhanh gọn đó là đáp án số 4, Ấn Độ. Đáp án của Huỳnh Tú. Em cũng Ấn Độ luôn. Ấn Độ. Đây là đáp án chính xác, Ấn Độ. Chúc mừng. Rồi. Với việc trả lời đúng thì các bạn được 10 điểm. Giây phút Minh Xù đi tìm luồng sáng dừng lại ở vị trí nào trong hai nhân vật còn lại ở đây? Người đó có điểm số cao hơn chắc chắn sẽ chiến thắng với 10 triệu đồng. Xin mời ánh sáng tắt. Ba, hai, một, dừng. Cả hai. Vì sao biết không ạ? Bởi vì các bạn đang bằng điểm với nhau. Chúc mừng. Chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ để giúp cho phân định thắng thua. Cho em xin có lời nói. Dạ. Nếu như một trong hai chúng ta nếu như mà đoạt giải nhất thì sẽ chia đôi tiền thưởng, nhưng đúng vẫn rồi. Muốn thi cái vòng thi cuối cùng. Hợp lý. Hợp lý. Bắt tay, bắt tay. Ok. Hay quá. Tinh thần chơi ngày hôm nay là rất là dễ thương, thân ái và nhân văn, thì cho nên là các bạn đã quyết định lựa chọn là sẽ chia đều tiền thưởng của giải nhất và giải nhì để xem ai là người chiến thắng chung cuộc của chương trình nhé. Câu hỏi như sau. Một mẹ thường có 6 con, yêu thương mẹ sẽ nước non vơi đầy, đó là cái gì? Mời Mr. T. Đó là bộ ấm tách trà. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Có một mẹ này là một bình to và 6 người con là 6 cái tách nhỏ. Rồi, chúc mừng các bạn. Cảm ơn. Mời hai em về chỗ chứ hả? Đó, thấy chưa? Thế bây giờ nè, Mr. T, tự tin nói hào sảng lên em. Em là ai? Cái phân vai của tôi trong vòng thi lần này đó là kẻ hoán đổi. Huỳnh Tú, em là ai? Em là Phong Tỏa. Phong Tỏa. Nhưng mà cái quyền năng này em còn lại cuối chương trình mà, cho nên đâu bị loại đâu. Dạ. Mà xài đúng không? Tăng Phúc, em là ai? Dạ, chức năng của em là... Trên này nó ghi cái gì ta? Gì em? Chữ gì á? Chữ gì nè? Cao thủ. Cao thủ biết thuốc. Dạ. Em ơi. Thật ra cái ý đồ của em á là cố tình trả lời sai và lôi kéo Huy Cung về đội của mình và không loại mình. Thật ra cuối cùng thì Huy Cung vẫn loại em. Dạ. Huy Cung chắc chắn rồi, em là... Em là chuyên gia dịch chuyển. Em dịch chuyển điểm của? Dịch chuyển điểm của anh Tăng Phúc. Bởi vì là anh ấy bảo anh là một người chơi lâu năm, kinh nghiệm. Nhưng mà ông trả lời sai hết trơn luôn á. Chúc mừng người chơi chiến thắng ngày hôm nay, hai bạn luôn, Mr. T và Huỳnh Tú. Yeah. Nếu như mà được sửa cái số này thành số 5 nữa là cộng lại 15 điểm á, là 15 triệu ha. Thì hai bạn cầm chung rồi, cho nó vui, cầm chung 10 triệu đi cho tình cảm gia đình. Yeah. Chúc mừng. Và người chơi chiến thắng ngày hôm nay không phải là cao thủ, chỉ là người hoán đổi thôi, nhưng mà đã xuất sắc. Đó. Còn bên kia mình vẫn có tiền thưởng mang về, mỗi bạn 2 triệu đồng. Chúc mừng. Yeah. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì 4 nghệ sĩ của chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ thử thách của chương trình truy tìm cao thủ, và chắc chắn rồi sẽ có nhiều những cái suy luận, lập luận cũng như là những cái cách chơi mà tất cả quý vị khán giả ngồi ở nhà cũng chơi cùng với Minh Sù đúng không ạ? Và đừng quên mở TV vào tuần sau nhé. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình truy tìm cao thủ do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sáng Vàng thực hiện. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.
đó. Nhìn một người thì chẳng biết gì cả, cứ nhìn, còn một người thì vô tri quá. Còn cái người ngoài kia có cái câu khó vô cùng. Đúng rồi, nhưng mà em khẳng định là em mới biết câu đó, bấm máy cái lại mới biết. Dấp quá anh ơi, dấp quá. Thật sự.